Rồi, Trạng Bonsai Phú Yên chào tất cả anh em. Bữa nay ngày 31 tháng 7, em giao lưu cho anh em một số cây cảnh các loại, gồm có hải châu, trà phục kiến, chiều xuân, ổi xị rừng, hồng vân ăn trái và một cây canh bướm. Rồi, mã số 1 là một cây hải châu. Cây này dáng đổ nha anh em. Cây đổ bờ đớ của nó này, rất dựng dáng nha. Cây dòng lá sông câu rất là đẹp nha anh em. Cây cũng đang bắt đầu cho trái này, trái đây nhưng mà anh em, cây thân cò lách này. Rồi em đo cái quanh là 19 cm nha, quanh gốc là 19 cm, quanh gốc 19 cm, nó đổ từ ở trên đây nhưng mà anh em, nó rớt xuống tới dưới là anh em mưu nha. Ngang tàng là 40 nha, ngang tàng là bên đây qua bên kia là 40. Cây rất dè nha anh em, cây dòng lá cực kỳ đẹp nha. Rồi, giao lưu cho anh em là 320 bao ship nhé, 320k bao ship. Cái này anh em nào lấy là em đẹp chậu bá bầu, cẩn thận gửi cho anh em nha. Rồi, qua mẹ số 2, cũng là một cây hải châu sông cầu nha. Cây này là nó đang phun hoa kín cây luôn nha anh em. Dòng này trái to và trái rất sai nha. Cây đang bắt đầu phun hoa kín cây luôn nha anh em. Dòng này là xác suất đậu trái của nó rất cao nha. Rồi em đo cái vành đớ của nó là 63 nha, vành đớ 63, chiều cao là 60. Cây nó có cái bờ đớ của nó này rất dựng dáng nha, đớ rỡ nên rất đẹp nha mấy anh em. Em đo cái vành đớ của nó là 63, chiều cao là 60, ngang tàng là 50. Cây đang phun hoa nha. Rồi giao lưu cho anh em là 700 bao ship nhé, 700k bao ship cây hải châu mã số 2. Cây này thả tàng thương dương nha mấy anh em, tàng thương dương nên là quả cực kỳ sai và to nha. Rồi qua mã số 3 là một cây trà phục kiến. Cây này chỉ chốt độ cưa hết thân cò lách này nha mấy anh em, cây rất già nha. Giật trà phục kiến của cây này rất già nha, cũ một cục luôn nha. Em đo cái vành của nó là 36, chiều cao là 30 nha. Vành 36, chiều cao 30, thân lách luôn rất là đẹp nha. Ngang tàng cái này tàng ngang của nó khá là dành rộng nha mấy anh em. Ngang tàng của nó là 53. Chì chốt đồ rất là ok nha mấy anh em. Gút đột cái rất già nha. Rồi, giao lưu cho anh em là 320 bao ship, 320k bao ship cây trà phục kiến mã số 3 nha. Cây tây cành mịn đi dây định hình hết rồi nha mấy anh em. 320 bao ship. Rồi qua mã số 4 là một cây chuột xuân nha. Cây này rất to nha mấy anh em. Cái củ chuột xuân này, củ này khá là to nha. Và cây này cũng đã sống khỏe quá, đang cho hoa nè. Dòng chuột xuân thì hoa nữa cực kỳ thơm nha. Hoa nó rất thơm nha mấy anh em. Đó, rất đẹp nha. Và các cái đầu đây là nó chuẩn bị cho hoa hết nha. Nó già là sẽ cho hoa hết. Cây này khá to nha, cây này hai người khiêng nha mấy anh em. Em đo cái vành của nó là gần 1 mét nha. Vành của nó là 90-97 nha. Cũng khá to nha. Vành 97, chiều cao là 60, ngang tàng là 65 nha. Em quay cái bờ đớ cho anh em xem nè. Cây rất là to nha. Bờ đớ trải đều hết luôn nha mấy anh em. Củ cốt của nó gút đọt, chỉ chốt rồi thu thét rất đẹp nha. Hoa nở cực kỳ thơm. Chiều chiều xuân thì hoa nở đấy nha mấy anh em. Hoa nở rất là thơm nha. Vành 97, chiều cao 60, ngang tàng là 65. Rồi, giao lưu cho anh em là 950k bao ship nhé. 950k em bao ship. Cây này anh em nào lấy là em đẹp chậu bó bầu, cẩn thận gửi cho anh em nha. Cây này khá to nha mấy anh em. Cây to nặng nên là tiền ship rất là cao. Rồi qua mã số 5 là một cây hồng vân ăn trái nhé. Cây này mọc cốt nha mấy anh em. Cây mọc cốt nha. Cây đã sống khỏe và tây cành rồi là đầy đủ hết nha. Đó. Dòng lá rất đẹp nha. Dòng hồng vân thì trái ăn rất là ngon nha.
Em đặt cái vành của nó là 23, chiều cao là 50. Vành góc 23, chiều cao 50. Ngang tàng là 40 nha. Cây để sóng khỏe nha anh em. Cây này giờ anh em vô dây được hết rồi nha. Giao lưu anh em là 280 bao ship nha. 280k bao ship cây hồng quân em trái mà xôn em. Bên em là chậu xi măng là không có ship nha. Anh em nào lái là em đẹp chậu bó bầu cẩn thận rồi cho anh em. Rồi qua mẹ xô xéo cũng là một cây hồng quân nha. Cây này cốt bay nha anh em. Cốt bay nè. Thì chốt độ cờ hết nha. Rồi em đặt cái quanh thân của nó là 23, chiều cao là 30 nha. Quanh thân là 23, chiều cao là 30. Ngang tàng là 45 nha. Cây để sống khỏe nha mấy anh em. Cây rất ok nha. Rồi giao lưu cho anh em là 280 bao ship nha. 280k bao ship. Cây hồng quân ăn trái mã số 6 nha. Cây này dòng hồng quân đọt đỏ rất đẹp nha mấy anh em. Đó, ra lọc đỏ rất là đẹp. Rồi qua mã số 7 là một cây ổ xì rừng nha. Cái này cốt khá to nha mấy anh em. Dòng ổ xì rừng thì quả ăn rất là thơm ngon nha. Cái này cốt khá to nha. Cái này một cốt dáng màu tử nè. Nó có cái tử quá đi nữa nha mấy anh em. Em đo cái quanh là 37. Quanh là 37 nha. Chiều cao là 55. Tính từ mặt chậu lên từ trên đỉnh là 55 nha. Tàng bay từ sau đây là bay tao trước là 60 nha. Cái này cái quanh thân không. Đây là 28 nha. Quanh thân là 28. Cây khá to nha mấy anh em. Chỉ chốt đó là ok hết nha. Rồi giao lưu cho anh em là 480 bao ship nha. Cái này anh em nào lái là em đẹp chậu bó bầu cẩn thận gửi cho anh em nha. Cái khá to nha mấy anh em, 480 bao ship. Rồi qua mẹ số 8 là một cây hải châu sông cầu nha. Đây cây tây cành già mịn hết nha. Cây này anh em giờ thi vô trong một cái chậu đẹp là ok nha. Tây cành già hết nha. Cây giăng trực nha. Tây cành già mịn hết nha mấy anh em. Cây này đang bắt đầu phun hoa nha. Em đã cái quanh thân là 9 cm, chiều cao là 20, ngang tàng là 35. Giao lưu cho anh em là 250 bao ship nha. 250k em bao ship cây hải châu mã số 8. Rồi qua cây hải châu mã số 9 là một cây ôm đá nha. Cây này là được chọn cái giống lá đẹp, vẻ sai và to nha. Đây cây trồng từ hạt lên nha mấy anh em. Đã được cho ôm đá nè. Bởi đó là anh em khỏi phải suy nghĩ nha. Em đo cái quanh là 22, chiều cao là 25. Giao lưu anh em là 220 bao ship nha. 220k bao ship cái hải châu mã số 9. Rồi qua mã số 10 là một cây cánh bướm nha. Cây thân chậu nha mấy anh em. Cây cánh bướm thân chậu lâu năm nha. Cây để thân chậu ổn định hết nha. Cây này nó đẹp cho hoa rất là sai rồi nha. Dòng cánh bướm thì hoa nở rất là đẹp nha. Cây tây cành già mịn sạch kẽ mất nhưng mà anh em. Cái này nó có cái lụa xanh ở đây rất là chắc nha. Đó, rất đẹp nha. Cây giang hiền có co tự nhiên rất là đẹp nha mấy anh em. Cây này cái cốt khá to nha. Cái quanh thân của nó là em đo cái quanh thân ở chỗ đây là 52 nha. Cái thân cây này khá to nha. Chiều cao tính từ mặt bầu lên tới trên đỉnh là 70. Ngang tàng là 85 nha. Cây này khá to nha mấy anh em. Ngang tàng là 85. Cánh bướm. Cây bờ đớ, cây thường chậu lâu nè anh em yên tâm nha. Khá to nha, dòng cánh bướm thì hoa nở cực kỳ đẹp nha. Cây thành phẩm sạch kém hết nha, tây cành già mịn hết. Cây này khá to nha, cây này tầm 40 kg nha mấy anh em. Cây nặng tầm 40 kg nha. Rồi giao lưu cho anh em là 1 triệu em bao ship nhé. 1 triệu bao ship cái cánh bướm mã số 10. Rồi video của em đến đây là kết thúc. Anh em nào quan xem video thì cho em xin một lượt đăng ký nhé. Rồi chào anh em.